Hiện nay, mặc dù xâm nhập mặn đã gây ra những thiệt hại đối với diện tích sản xuất lúa ngoài vùng quy hoạch, nhưng đối với diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ tại huyện U Minh Thượng, đặc biệt là con tôm, lại đang có điều kiện tốt để phát triển. Tại huyện U Minh Thượng, nước trong hệ thống kênh mương ngoài vùng đệm đều đã có mặn, độ mặn dao động từ 5 đến 8 phần ngàn. Đây cũng chính là điều kiện thích hợp để bà con nông dân tập trung lấy nước vào ruộng để thả nuôi tôm. Diện tích nuôi toàn huyện ước đạt hơn 2.000 ha trong tổng số dự kiến gần 9.000 ha. Tuy nhiên, năm nay lịch thời vụ thả nuôi tôm của huyện U Minh Thượng kéo dài hơn những năm trước khoảng gần một tháng. Nguyên nhân do ngập úng cục bộ trên địa bàn huyện vào cuối năm 2020 đã khiến cho lịch thời vụ lúa mùa trên nền ruộng nuôi tôm kết thúc muộn, nên thời gian để nông dân tiến hành cải tạo đất, chuẩn bị thả tôm giống cũng bị muộn hơn năm trước. Mình cắt lúa xong thì mình đưa nước vô mình ngâm, ngâm khoảng tuần lễ gì đó, rồi mình rút nước ra, rồi phơi khoảng 5-6 ngày hay một tuần lễ tùy mọi người. Tôi bơm ra trong ruộng vô thì được có khoảng 3 phần ngàn. Rồi tôm thì được thả ra khoảng 10 ngày. Thả tôm càng thì nước mặn như vậy thả cũng đạt. Để chủ động ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, huyện U Minh Thượng đã kịp thời vận hành đóng các cống ngăn mặn trên địa bàn ngay từ trước Tết Nguyên Đán, đồng thời cho đắp các đập tạm ngăn mặn để trữ nước ngọt, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp trong vùng đệm. Đặc biệt là diện tích nuôi cá đồng, trồng rau màu và cây ăn trái tại hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận. Nhờ vậy mà đến nay, lượng nước ngọt trong vùng đệm vẫn dồi dào, đáp ứng tốt nguồn nước tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp. Lúc mà trước Tết đó là mình nước ngoài còn nhiều, mình bơm vô, mình trữ trong vùng cho nó đầy lên, là mình chuẩn bị hết cái mùa khô này, mưa xuống là đầy đủ nước. Với cái nguồn nước này nó cũng rất là sạch luôn đó, tại vì nó không có nhiễm ngoài sông vô. Cũng như mình giữ trong vô mình này nè. Ngoài ra thì cũng phối hợp với chỗ chi cục thủy lợi có lắp đặt cái ba cái trạm bơm di động để bơm vào cái vùng đệm để đảm bảo cái trữ lượng nước cho người dân để phục vụ cho cái sản xuất. Bên cạnh đó thì đối với phòng chuyên môn thì cũng phối hợp với các xã tuyên truyền vận động nhân dân là chủ động tích trữ nước vào các cái mương nông hộ để chủ động bơm tưới phục vụ cho cây ăn trái cũng như là rau màu trong cái khu vực vùng đệm. Từ đầu năm đến nay, vẫn chưa ghi nhận tình trạng sụt lún đất tại huyện U Minh Thượng. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn liên tục xảy ra trong mùa khô những năm trước đây, nhất là vào cao điểm của hạn hán, xâm nhập mặn. Do vậy, Phòng Nông nghiệp huyện đang tích cực phối hợp với các xã nhằm chủ động các biện pháp phòng chống. Của hạn rồi gây sụt lún thì năm 2020 thì khu vực vùng đệm mình ảnh hưởng là rất nặng nề. Thì trên cơ sở đó thì tuyên truyền vận động người dân là nên là gia cố các cái tuyến lộ nông thôn, mà đặc biệt là đối với những cái nơi nào mà có khả năng là sạt lở thường xuyên, và đặc biệt là vận động dân là không có nên là tự ý lấy đất trên các cái tuyến kênh để đắp là lắp các cái kênh mương nông hộ để là tránh tình trạng là khi mà khô hạn rồi là sẽ gây ra cái tình trạng là sụt lún. Từ việc chủ động các biện pháp ứng phó, thích nghi với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp huyện U Minh Thượng đang từng bước hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Mặt khác cũng vừa tận dụng hữu hiệu nguồn tài nguyên nước mặn ngọt lợ để thúc đẩy phát triển sản xuất và tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện, theo hướng thích nghi với biến đổi khí hậu.